Xin chào mọi người nhé. Mọi người ơi, hôm nay mình sẽ quay cho các bạn mẫu tóc nhập khẩu màu trắng bên mình cho các bạn xem nhé. Đây, mẫu này, đây là mẫu này rất chi là đặc biệt này. Viền của nó là inox nhá, 304 nhá các bạn, rất chi là bóng và đẹp luôn, kiểu dáng cách điệu nhá, nhìn rất hiện đại. Đây, cái chân của nó này, mình sẽ quay sát cái chân cho các bạn xem. Đây, rất chi là bóng, cái này lau chùi rất chi là dễ dàng nhá các bạn. Đây, cái núm của nó này, các bạn nhìn gỗ này, cái này này. Đấy, bên trong là gỗ thịt nhá các bạn. Cái này ấy, lau phấn đi là được. Đây hàng nhập khẩu đấy các bạn nhé. Đấy, cũng còn tiếng Trung Quốc này. Đặc biệt cái mặt bàn này nó có kính cường lực nhá. Kính cường lực, lau chùi dễ dàng, sơn là sơn bóng chống nước nhé các bạn. Đây, tôi sẽ quay. Đấy, ảnh thì mình đăng rồi, còn đây mình quay video chi tiết hơn để các bạn hình dung ra rõ hơn về sản phẩm thôi. Rồi mình cảm ơn các bạn nhé, mình chào các bạn.